Các bạn, đây là buổi go live thứ tư nằm trong chuỗi go live Digital Business Tour của Lê Trang và Trang Đoàn. Chương trình với những khách mời đến từ nhiều vùng miền tại Việt Nam và nhiều bang tại Mỹ, từ Phan Thiết đến Huế, trở ra Hà Nội, từ New York đi dọc xuống South Carolina, xuống Georgia và Florida. Chúng ta đã được nghe những chia sẻ rất thú vị của những chủ doanh nghiệp số đã và đang gặt hái rất nhiều thành công tại Việt Nam và trên thế giới. Những bước chân của người Việt đã vươn xa trên mọi ngóc ngách trên bản đồ thế giới, nơi họ không chỉ hòa nhập mà còn dẫn đầu trong các lĩnh vực từ kinh doanh đến nghiên cứu, từ châu Á đến châu Mỹ, từ Âu đến Úc. Người Việt đã biến giấc mơ thành hiện thực ở mọi nơi họ đặt chân đến. Và để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, câu chuyện, cơ hội trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số, Lê Trang và Trang Đoàn đã cùng nhau thiết kế một chuỗi go live về chương trình Digital Business Tour đặc biệt này. Cùng host Business Tour Talk này với Trang Đoàn và là coach Lê Trang, một coach rất nổi tiếng trong cộng đồng kinh doanh số tại Việt Nam. Chị Lê Trang hiện đang làm quản lý tại một trường song ngữ liên cấp ở ngoại thành Hà Nội và là mẹ của hai bé trai rất là đáng yêu. Còn mình là Trang Đoàn, gia đình Trang hiện đang sinh sống tại New York. Trang là mẹ của ba bé. Trước khi đến New York thì Trang cũng đã từng là một bà mẹ làm công việc văn phòng, kế toán tại một trường đại học ở Hà Nội. Và hiện nay thì Trang dành thời gian chủ yếu để chăm con cái và vận hành doanh nghiệp kinh doanh số của chính mình. Thật may mắn cho Trang hôm nay Trang được trò chuyện qua màn ảnh này với chị Lan Anh, một coach rất lớn trong cộng đồng kinh doanh số không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Mỹ và toàn trên thế giới ạ. Chị Lan Anh hiện đang sinh sống tại Ontario, Canada. Chị Lan Anh từng là giáo viên tiếng Anh và cùng gia đình vận hành doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, đó là một trung tâm tiếng Anh. Khi đến Canada sinh sống thì chị Lan Anh đã mang theo Digital Business làm hành trình khởi nghiệp. Và giờ đây có thể nói chị là một những coach có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng kinh doanh số và là tấm gương cho mọi người noi theo. Mọi người cũng hãy đùa rằng chị là một tỷ phú trong lĩnh vực kinh doanh số này ạ. Giới thiệu với mọi người nữa là bạn Hương Nguyên. Nguyên hiện đang sinh sống tại Hà Nội và cũng cùng gia đình nhỏ. Ngoài là công việc văn phòng tại một tập đoàn lớn thì Nguyên cũng đang điều hành quản lý một doanh nghiệp truyền thống của gia đình. Và song song với đó thì Nguyên cũng làm kinh doanh số. Thực ra là hôm nay em là lần đầu tiên được gặp chị là Lan Anh ạ. Em cũng rất là hồi hộp ạ. Vâng. Để em có thể đặt một câu hỏi dành cho chị Lan Anh được không ạ? Dạ. Trước tiên thì cảm ơn hai bạn Trang rất là nhiều. Khi mà nghe đến cái tour người Việt Nam Châu làm kinh doanh số thì mình thấy rất là xúc động. Và khi mà nhìn lại cả cái quãng đường mà chị làm business ấy, thì gần như là có mặt cái business của mình có mặt ở trên toàn cầu, và giờ đây lại nhìn thấy một cái series go live mà có thể nhặt ra tất cả các anh chị em làm kinh doanh trên toàn cầu thì thấy rất là tự hào. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã host cái show này, và chị sẵn sàng để trả lời câu hỏi của Trang. Đang ở Trang Diêu rồi. Dạ vâng ạ. Chị Lan Anh ơi, chị từng làm một trung tâm tiếng Anh ở Việt Nam và ở Canada thì gia đình mình đang điều hành cái gọi là doanh nghiệp kinh doanh số rất là phát triển và thành công ạ. Thì chị có thể cho chúng em biết được là sự chuyển dịch sang kinh doanh số đã giúp chị rút ra được những bài học gì không ạ so với kinh doanh truyền thống ạ? Wow. Câu hỏi này khá là lớn luôn nha. Tại vì là trước khi mà chuyển sang Canada thì hai vợ chồng chị có một trung tâm tiếng Anh nhỏ và cũng có 11 năm tự làm chủ. Sau khi mà tốt nghiệp đại học ngoại thương xong thì chị và chồng, lúc đó là chị bị dí vào làm chủ trung tâm tiếng Anh. Chứ lúc đấy là chị không có hề có ý định gì là ra làm chủ đâu, vì thuần túy là dân ngoại thương thì sẽ nghĩ đến là ra và làm kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc là đi làm marketing, hoặc là đi làm cho một công ty Big Four nào đấy. Thì lúc đấy thì chị cũng như bao các bạn khác thôi, và chồng chị thì bảo là thôi em đi làm ở đâu không bằng là đi làm mở trung tâm tiếng Anh với anh. Thế thì anh ấy nói thế nào thì chị cũng đồng ý. Và sau đó thì khoảng tầm 3 năm sau thì chị cũng bắt đầu học để làm giáo viên và cũng trở thành một cái giảng viên của trung tâm. Và cứ như vậy, hai vợ chồng run trung tâm đến 11 năm. Thì đấy chính là trung tâm của chị. Và bắt đầu là chị học kinh doanh từ cái trung tâm đấy mà ra, và nhân chuỗi lên như thế nào và cách học nó ta làm sao. Thì khi đó thì mình nhìn thấy gần như là một cái mảng
một cái mảng kinh doanh truyền thống rất là rõ nét luôn. Khi mà chuyển dịch sang cái mô hình kinh doanh ấy, thì nhờ có 11 năm làm trung tâm tiếng Anh, nên là khi mà mình dịch chuyển mình thấy trời ơi, sao một cái hệ thống này nó thông minh quá trời vậy. Bởi vì cái trước đây ấy, là với cái trung tâm tiếng Anh của chị ấy, thì là chị chỉ bó hẹp trong những cái địa điểm nhất định mà thôi. Đó, thời gian đi dạy học thì mình phải có một cái thời gian cố định, chứ mình không có thể là chuyển được, mình phải đến lớp thì mình mới được nhận lương. Đó, và mình sở hữu trung tâm, nhưng mà thật ra là trung tâm đang sở hữu mình. Hai vợ chồng chị đi làm gần như là đầu tắt mặt tối. Và thật ra ấy, là trước khi mà chuyển sang Canada khoảng một năm, là hai vợ chồng chị đã bắt đầu một cái dự án số hóa cái kiến thức, nó gọi là số hóa các khóa học của mình ấy, để lên trên nền tảng internet để bắt đầu bán. Và cái giấc mơ là kiếm tiền khi đang ngủ ấy, thì đâu đó nó vẫn cứ nhen nhóm trong đầu hai vợ chồng. Thì cũng bắt đầu làm, và làm được khoảng tầm 6 tháng thì cứ cãi nhau qua cãi lòng lại hoài. Có những cái hôm mà cả một ngày trời cãi nhau đến nửa ngày, xong rồi chiều tối lại phải đi dạy học, gần như là chẳng có thời gian mà kiểu để ý gì đến con cái luôn ấy. Mà cái giờ dạy của bọn chị thì rất là buồn cười, là trung tâm tiếng Anh thì thường dạy vào buổi chiều và buổi cuối tuần, nên là cái giờ mà người ta đi về chăm con thì mình là cái giờ lao ra đường để đi kiếm tiền. Thì cứ như vậy suốt, và bọn chị chuyển sang cái dự án làm kinh doanh số kia để một ngày nào đó có thể tự do để mà về Canada được. Thì lúc mà bắt đầu là chuyển sang cái hình thức đó thì mới bắt gặp những cái khó khăn rất là nhiều, như là mình không biết về kỹ thuật này, mình không biết về coding. Có nghĩa là có mỗi một cái nút ấn ở trên cái website thôi mà hai vợ chồng cãi nhau lên cãi nhau xuống luôn ấy, để làm sao mà để nó hiệu hoạt động được. Thì xong rồi làm xong khoảng sang 6 tháng cái dự án đấy thì hai vợ chồng mà thôi mệt mỏi quá không làm nữa. Thì đấy là một cái dự án mà bọn chị bỏ cuộc luôn. Thì chính cái dự án đấy nó mới nhen nhóm về sau này, khi mà chị nhìn thấy cái hệ thống tự động này thì chị mới có cái nền tảng kiến thức lúc đấy để mà đánh giá cái hệ thống này. Thì sau khi mà mình làm xong thì mình thấy là wow, giờ ngồi ở nhà nhá, không cần đến trung tâm, ngồi ở nhà là mình đã có thể kinh doanh toàn cầu rồi. Ngồi ở nhà mà mình có thể là access vào một cái trang đào tạo tổng hợp, mà trang đào tạo này mình cũng không phải tạo, không phải làm như ngày xưa rất là vất vả quay video lên xuống nữa, mà ngồi ở nhà là mình có thể phục vụ khách hàng trên toàn cầu luôn. Thì lúc đấy gần như là eye opening ấy, gần như là kiểu ra một thế giới mới luôn ấy. Và trong khi mà lúc đầu mà chị ở Hà Nội và chị vào trong cộng đồng ấy, chị thấy là wow, sao nhiều người Tây như này, sao nhiều người trên thế giới khác nhau như này, liệu là mình có làm được không nhở, kiểu mình thấy mình rất là nhỏ bé luôn ấy. Tháng 6, chị nhớ tháng 6 là gần bây giờ là tròn 5 năm chị làm cái kinh doanh số này. Và lúc đấy mình nói là nếu mà nó là cái xu hướng mới, mà nếu nó là cái xu hướng của tương lai, và đó cái digital marketing ấy, nó là cái mà mình đang cần cho trung tâm tiếng Anh của mình, thì chắc chắn là làm business gì mình cũng cần. Thế là đấy, chị lao in và chị học luôn. Thì sau thì mình mới, khi mà lúc đầu vào làm thì chưa nhận định được nó gọi là gì nhỉ, scale up. Cái từ mà chị dùng ở đây là scale up, có nghĩa là em có thể nó không phải là cộng mà là multiply, là nhân, cấp số nhân, có nghĩa là mình nhân thị trường lên rất là nhanh khi mà mình đã có một cái model chuẩn ấy. Thì về sau này mình mới hiểu được là ồ, tại sao nó có thể tạo ra được một cái nguồn thu lớn như vậy. Đấy là cái nền tảng của tự động hóa, mà em sẽ hạn chế cái việc là mình phải manual mình làm việc ấy. Rồi em sẽ có một cái thị trường toàn cầu, và em nhân được các cái thị trường toàn cầu đấy một cách nhanh chóng. Thì đấy chính là cái mà chị nhận ra, mà chị đi tìm kiếm bấy lâu ấy. Thật ra là mình có tìm thì mới thấy em ạ. Mình bảo là mình không đi tìm, nó đến một cách rất là tự nhiên, nhưng mà thật ra là hai vợ chồng đã mơ ước trước đây rồi, là có một cái hệ thống nào đó mà vẫn cứ hoạt động và mình vẫn có một cái nguồn thu thụ động nào đấy. Thì đúng là mọi người, nếu mà thực sự mình mong muốn ấy, thì mình phải bắt đầu từ một cái điểm nào đấy, mình phải bắt đầu suy nghĩ đến nó, bắt đầu thực hiện nó đã. Và ngày hôm nay thật sự là một cái ngày rất là đặc biệt với chị, bởi vì là hôm nay thì vừa ký một cái giấy với cả luật sư, là để 2 tuần nữa là bọn chị sẽ chuyển vào cái ngôi nhà mơ ước đó. Thì vừa mới chọn được một ngôi nhà mơ ước ở Canada xong, thì đây là ngôi nhà thứ hai. Và cái ngôi nhà hiện tại này chị đang sống thì sẽ được đón bố mẹ chị sang ở cùng.
Đấy, thì gần như nhìn lại một cái quá trình mà mình cứ từng bước thực hiện. Nếu mà em nói là một cái cô gái mà nhỏ bé mà vừa mới chuyển từ Hà Nội sang cách đây có 5 năm thôi mà có thể là sở hữu hai ngôi nhà và có một cái business thành công ấy, để mà mình tự hào với con, tự hào với mọi người xung quanh ấy, thì chị không bao giờ nghĩ đến đâu. Nên là mơ lớn, kiên trì làm từng bước nhỏ một. Thì đấy là câu chuyện của chị. Thì chị biết là ở đây thì cũng có cô Trang rất là giỏi nè, cũng đã có một cái khoảng thời gian ở Mỹ rất là nhiều năm và cũng đã có sở hữu những cái căn nhà ở trên đồi rất là tuyệt đẹp, ngôi ở trên cái ngôi làng của em, mà chị lúc nào cũng kiểu ngưỡng mộ kinh khủng khi mà khi mà kiểu sáng dậy là bắt đầu vào xem là có cái bút gì về ngôi làng này. Thì Trang có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện của em để cùng inspire mọi người được không? Em cảm ơn chị Lan Anh rất là nhiều. Thực sự là cái câu chuyện của chị Lan Anh cũng rất là inspire em, và chị Lan Anh là cái lý do mà em làm kinh doanh này. Khi mà em biết đến cái kinh doanh số, thực ra là em cũng là người đi tìm, chứ không phải là tự nhiên nó rơi vào đầu đó. Và chị Lan Anh là coach và là cái người mà em tiếp cận đầu tiên khi em tìm hiểu đến cái kinh doanh số này. Trang chia sẻ với mọi người một xíu rằng là chị Lan Anh có nhắc đến cái ngôi làng tuyệt đẹp của mình, cũng nhắc đến cái thời gian mình ở bên Mỹ, nhưng mà thực ra thì mọi người có biết rằng là ai cũng từng nói cái từ gì nhiều nhất không ạ? Từng nói cái từ nếu nhiều nhất đúng không ạ? Chị Lan Anh vừa nhắc đến một cái câu là nếu mà mình biết được cái hệ thống này, hệ thống kinh doanh toàn cầu này sớm hơn thì mình đã có cái cuộc sống tốt hơn, hay là nếu mà mình biết có cái hệ thống tự động như thế này thì mình đã vận hành cái trung tâm tiếng Anh của mình khác đúng không? Thì cái câu nói mà Trang nghe nhiều nhất đấy là nếu cái ngày ấy mình ba chấm thì nay mình đã như thế nào đúng không? Hoặc là nếu cái ngày trước ấy mà Trang quyết tâm ở lại Mỹ thì bây giờ cuộc sống của Trang nó sẽ khác. Hay là nếu mà mình tiếp tục cái công việc làm thuê thì bây giờ mình sẽ khác. Thực ra thì đối với Trang ấy thì Trang nghiệm ra một điều này là nếu mà cái cuộc đời mình vẫn còn cho phép, mình vẫn còn khỏe, mình vẫn còn làm được nhiều việc ấy thì mình hãy làm những cái điều mà mình muốn đi các bạn. Đó, chỉ cần là mình ngồi lại mình xem mình thực sự muốn cái gì. Nếu như mà bây giờ ấy bạn có một cái mong muốn là chỉ cần đơn giản là mỗi năm gia đình mình có thể đi du lịch cùng nhau 2 lần một năm đúng không? Hay là bạn muốn ăn nhà hàng, bạn muốn mặc đồ hiệu, bạn muốn cho con đi học ở trường quốc tế đúng không? Lớn lên hơn nữa thì muốn cho con đi du học. Đó, bạn cũng còn bố mẹ, bạn cũng muốn có được những cái món quà cho bố mẹ, không cần phải xin tiền chồng hay là xin tiền ai cả. Đó, bạn có cảm thấy là bây giờ nếu như bạn 40 tuổi rồi mà bạn không lo được cho bố mẹ mà bạn còn phải để bố mẹ hàng ngày lo lắng cho mình, mang cơm cho mình, mang đồ ăn cho mình, trông những đứa cháu cho mình đúng không ạ? Đó, nếu mà bạn có những cái điều mong muốn như vậy thì Trang nghĩ là bạn không thể dừng lại cái việc mà bạn kiếm tiền đâu. Đó, khi hãy kiếm tiền khi bạn còn có cơ hội. Nhưng mà trong cái trường hợp này, nếu như là bạn còn vẫn còn đang khó khăn trong cái cuộc sống mà bạn vẫn còn không phân vân ấy, không biết bạn đã làm gì, thì bạn hãy nhớ rằng là thực ra ấy, thì con cái mình cũng không cần phải học trường tốt quá đâu. Chị Lan Anh có thấy thế không? Mọi người có thấy thế không? Ngày xưa ấy, thì chúng mình cũng đều học trường làng mà đúng không? Đó, các con mình thì cũng không cần phải đi học thêm đâu. Cũng chẳng cần phải đi học đàn, cũng chẳng cần phải học thêm đá bóng, đá bánh rồi học thêm các môn học đâu. Đó, bởi vì mọi người thấy rằng là cái thứ mà con mình cần ấy chính là những cái thói quen tốt để sau này trở thành người tốt. Đó, các con cũng chẳng cần có nhà to, nhà đẹp, các con cũng chẳng cần là phải ở một cái ngôi làng như như em đang ở đâu. Em vẫn nói với con em là con thích ở ngôi nhà nào thì con trai em ấy, con trai bé của em nói rằng là con ở đâu cũng được miễn là có bố, có mẹ. Đó, cái thứ mà các con cần ấy là một cái gia đình mà có cả bố cả mẹ, có cả những cái bữa cơm. Nói chung này, cứ đến khoảng 5-6 giờ tối là con hay hỏi là bố về chưa hay mẹ về chưa, Đúng là rồi. như vậy. Đó, thì nó cũng có một cái khía cạnh khác là bạn đừng có lao đi kiếm tiền mà bỏ bê con cái gia đình mình, rồi quay ra cáu gắt với con, nói với con rằng là mẹ đi làm là vì ai, là vì tương lai của con đấy. Trời ơi, cái câu này em cảm thấy rất là đau đớn luôn ý. Đó, và mình cũng còn những cái người lớn tuổi trong gia đình nữa đúng không? Ba mẹ mình thì không thể sống mãi để chờ mình về thăm được. Đó, cha mẹ mình thì cũng già đi. Thì Trang nghĩ rằng là mình cần dành cái thời gian cho họ và chăm sóc cha mẹ khi cần. Thì Trang cũng là một cái người mà cũng hối hận đấy, hối hận quá muộn, bởi vì là
là mẹ Trang cũng đã mất khi mà Trang quá bận rộn. Thì bây giờ Trang chỉ còn bố thôi. Thì đừng để đến cái lúc mà mình cảm thấy là mình quá bận rộn với công việc mà quên đi những cái người thân yêu nhất của mình. Và bản thân mình cũng như thế. Trang có một cái bài học rất lớn, đấy là bản thân mình thì cũng không khỏe mãi được đâu. Rồi đến cái lúc mà cơ thể của mình lên tiếng này, đau chỗ nọ, bệnh chỗ kia đó. Thế nhưng mà đối với Trang thì bản thân Trang thì không có cái chữ nếu quá đau, tức là mình không bị hối hận quá nhiều. Bởi vì là mỗi một cái giai đoạn trong cuộc sống thì gần gần đến cái lúc đau nhất ấy, thì mình đều có những cái quyết định. Bởi vì Trang nghĩ rằng mình không cần phải rơi vào vực thẳm quá đau rồi thì mình mới ngoi lên. Kể chuyện cho các bạn một xíu mà chắc là cũng nhiều bạn khá là biết về mình. Đấy là ngày năm 28 tuổi thì mình đã nhận bằng tiến sĩ toán ở Đại học Florida. Đấy là một cái độ tuổi khá là trẻ khi mà Trang đi học tiến sĩ ở Mỹ, sau ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Và lúc đấy thì Trang đã đặt ra một cái mục tiêu là mình phải là người thành công. Và các bạn có biết rằng là cái hình ảnh của một người thành công của Trang đặt ra lúc đó là gì không ạ? Đấy là Trang phải là trưởng phòng, là giám đốc vùng. Đó, Trang phải là một người tự tin khí chất. Trang học về toán ứng dụng và thực ra Trang làm và tối ưu hóa. Trang muốn rằng là mình phải cực kỳ là một người am hiểu về thị trường công nghệ và có một cái sức ảnh hưởng với một cái nhóm người nào đấy. Thế thì Trang làm thế nào để đạt được cái điều đó? Thực ra thì Trang đã lấy cái hình ảnh của một cái người sếp của công ty đầu tiên mà mình làm việc. Và mọi người biết rằng là sau rất là nhiều cái nỗ lực thì đúng 9 năm sau đó thì Trang ở cái vị trí mà của cái người sếp của mình. Đấy chính là cái hình ảnh mà Trang hướng tới. Và Trang nghĩ rằng đấy là một cái hành trình mà Trang rất là biết ơn, bởi vì đấy là một cái hành trình mà thực sự mình cống hiến trong công việc, phát triển cái sự nghiệp và mình cảm thấy rất là tự hào và mình đã áp dụng được những cái kiến thức mà mình học được vào thực tế. Mình biết ơn chứ, bởi vì đấy là những cái tháng ngày mà mình làm việc không biết mệt mỏi, thực sự là không biết mệt mỏi luôn. Và nó đã làm cho mình trở thành một cái Trang, gọi là Lê Trang lúc đó là 37 tuổi, rất là tự tin, quyết liệt, bền bỉ và ham học hỏi. Nhưng mà đến cái thời điểm đó thì như thế nào cũng giống như cái câu chuyện mà lúc nãy Trang nói với mọi người về gia đình ý. Thì lúc đó mình lại cảm nhận thấy rằng là cái người mà mình rất là ngưỡng mộ lúc đó, đấy là cái người sếp của mình ý, mà cái người đó rất là thành công trong sự nghiệp. Nhưng mà chị lại nói với mình rằng là chị cảm thấy là rất là cô đơn bởi vì không có thời gian dành cho gia đình. Chị nói với mình rằng là nếu ngày ấy mà chị biết trân trọng gia đình mình hơn ý, thì bây giờ chị đã không phải hối hận như thế này. Và cái điều này mọi người biết không? Nó thực sự là, nó là một cái thứ mà nó khiến Trang tỉnh giấc mọi người ạ. Bởi vì là cái thời điểm đó, thời điểm cách đây 3 năm ý, là gia đình mình cũng có những cái manh nha cho những sự rạn nứt. Thực sự là manh nha cho những sự rạn nứt. Và mình bởi vì quá thiếu thốn thời gian cho chồng, cho con mình ý, khi mà mình đi làm việc như vậy. Con mình thì thường xuyên nói rằng trời ơi, tại sao mẹ không có ở nhà? Bởi vì mẹ đi công tác suốt mà, rồi mẹ về nhà khi mà con đã gần như đi ngủ rồi. Và con của mình thì có thói quen là gọi mẹ bằng bố, bởi vì là cứ bật ra là bố ơi, cảm giác như thế. Thì thực sự là mình cái cảm giác đấy là mình cảm thấy là gia đình mình có những cái manh nha rạn nứt. Và mình bắt đầu thay đổi luôn. Mình bắt đầu thay đổi bằng cái việc là bỏ việc khi đó, nghỉ việc. Ngay khi mình có một cái vị trí cao nhất mà mình hướng tới, nghỉ việc khi mình đang ở cái vị trí mà mình thành công lúc đó. Có thể nói là thành công cũng bé nhỏ thôi, nhưng đối với mình đấy là cái vị trí mà mình đạt được sau 9 năm đi làm. Và thực sự thì đến bây giờ ấy, thì mình cảm thấy rằng là mình muốn truyền tải với các bạn một cái điều là cuộc sống này nó giống như một cái chuyến tàu ấy. Nếu bạn biết, nếu mà bạn không lên tàu đúng lúc thì bạn sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cảnh đẹp, đúng không? Và lựa chọn chuyến tàu nào là hoàn toàn do bạn. Cái thời điểm mà mới ra trường, mới đi học xong ấy, mới qua Mỹ thì mình cảm thấy rằng là mình phải lựa chọn lao đi kiếm tiền và mình trở thành một người thành công. Sau đó thì mình đã lại đánh mất gia đình, rồi mình lựa chọn có một cái gia đình êm ấm. Đó. Và làm thế nào mà mình cảm thấy rằng là có một cái giải pháp nào mà mình có được hai thứ hay không? Mình vừa có thể có một cái thu nhập và mình vừa có một cái gia đình. Đó thì có thể nói là giống như chị Lan Anh nói là hàng sáng mở mắt ra xem Trang post gì không ấy. Thì đây cái hình ảnh ngôi làng của Trang có lẽ rằng là nó không còn là một cái gì đó xa xôi với Trang nữa. Thực sự dậy một cái buổi sáng rất là trong lành
Ngay bên cạnh cửa sổ mọi người có thể nhìn thấy là cái giá sách của mình, bên cạnh đằng sau là núi là cửa sổ ấy. Thì đấy là cái thứ mà trong ước mơ của mình rất là sâu, cách đây khoảng nhiều năm, và mình đã quên bẵng nó khi mà mình lao ra kiếm tiền và định nghĩa một cái người thành công của mình trước đây. Nhưng sau đó mình cũng kịp dừng lại khi nó có những cái manh nha rạn nứt đó. Và bây giờ thì Trang nghĩ rằng là mình cũng không phải là thành công gì tốt đẹp gì đâu. Trang nghĩ rằng là mình biết đủ là đủ. Mình biết lựa chọn một cái cuộc sống cho gia đình của mình. Mình biết lựa chọn cái chuyến tàu phù hợp với bản thân mình. Thì cái cuộc sống của mình nó có thể là không hoàn hảo, nhưng chúng ta sẽ lựa chọn cái cách sống của mình. Và Trang tin rằng là, và mong rằng là chúng ta đừng để cái chữ nếu làm cho chúng ta nuối tiếc. Và chúng ta cũng phải nên là biết ơn những cái điều mà đã xảy ra trong cái cuộc sống này, đúng không? Có những phải lúc phải khó khăn, có những lúc đạt kết quả thì chúng ta mới có ngày hôm nay. Và có thể bây giờ bạn vẫn còn đang khó khăn, vẫn còn đang phân vân, nhưng bạn hãy nghĩ rằng là 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau nữa thì bạn ở vị trí nào. Chị Lan Anh đã làm công việc này 5 năm rồi, và bây giờ trời ơi, cái cuộc sống của chị đấy là cuộc sống đáng mơ ước, đúng không? Và Trang cũng đã làm gần 3 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi, thì Trang đạt được cái điều mà Trang mong ước đó. Thì với những người đi sau như là Vương Uyên, như là Trang Đoàn, và tất cả những người mà còn đang ngồi đây, đang chần chừ, đang không biết mình làm gì, thì câu hỏi đặt ra đầu tiên là bạn phải biết bạn muốn cái gì đó. Thì Trang chia sẻ cũng đã khá là dài rồi, Trang muốn trở lại với Vương Uyên nhé. Chắc là Vương Uyên đang rất là nóng lòng để chia sẻ cái câu chuyện của Vương Uyên, đúng không? Trang nghĩ rằng là một người mà Trang có thể nói là Vương Uyên từng là một tiểu thư, các chị em ạ. Tức là một tiểu thư, gia đình Vương Nguyên có doanh nghiệp, và Vương Nguyên lớn lên như một tiểu thư ấy. Nhưng mà ra đời thì như thế nào, và tại sao mà đã là tiểu thư rồi, đã sở hữu doanh nghiệp truyền thống rồi, cũng đi làm công ăn lương rồi, thì Vương Nguyên lại làm thêm một công việc kinh doanh số? Thì chị xin mời Vương Nguyên nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Trang. Và thực sự là hôm nay thì cho em xin được phép chia sẻ là em rất là vinh dự được ngồi đây cùng với chị Lan Anh, là coach lớn trong cộng đồng, và cả coach Trang nữa. Thì trước khi đến với cái business này ấy, thì em cũng được coi là cũng có đầy đủ mọi thứ, có doanh nghiệp truyền thống của gia đình, có nhà, có xe, và có một cái công việc ổn định. Nhưng mà thực sự là lúc nào trong tâm trạng hay trạng thái của mình lúc nào cũng bất an và lo nghĩ. Bởi vì là đúng là mình có tài sản, hay là có những cái tài sản giá trị rất là lớn như thế, nhưng mà thực ra mình đâu có được nắm giữ đâu, mà những thứ này người mà nắm giữ thì lại chính là ngân hàng. Nên là cứ làm cho mình lúc nào cũng là bất an, rồi làm lúc nào cũng phải nghĩ là hàng ngày hay là hàng tháng ấy, cái doanh nghiệp truyền thống của mình ấy, nó phải làm ra được một số tiền nhất định để chi trả các cái chi phí như là lãi vay, hay là lương nhân viên, hay là thuê nhà cửa. Thì trước hết là phải để trả được những cái chi phí cố định đấy cho doanh nghiệp đó, thì mới được đến lo đến cái cuộc sống của gia đình, chính gia đình của mình. Rồi là cái lỗi bất an ấy của mình thì vừa rồi thì cũng đã xảy ra khi mà cái đợt vừa rồi là Covid này, cộng với cái nền kinh tế thị trường nó cũng đã làm cho cái doanh nghiệp của mình nó cũng phải gồng gánh, và mình thì thực sự là cũng phải gồng gánh lên để trả mọi cái chi phí. Và như các anh chị đã biết là nếu mà một cái doanh nghiệp ấy thì cái quan trọng nhất đó là chính là cái chi phí lãi vay. Nếu mà mình không chi trả được cái chi phí lãi vay đấy thì doanh nghiệp của mình sẽ chuyển thành nợ xấu, và nếu mà bị ngân hàng đánh giá là nợ xấu thì coi như là đóng cửa luôn cái doanh nghiệp đấy. Và mình cứ hàng ngày, hàng tháng như thế mà mình cứ phải gồng gánh. Và một cái điều mà mình cảm thấy cũng rất là gồng gánh không nổi nữa thì bắt buộc là phải cắt giảm chi phí của gia đình đi. Và trong đó có cái mà mình cũng hơi đau lòng nhất, đó là cái cắt giảm chi phí là dành cho các con. Đó là chuyển hai con từ một cái ngôi trường quốc tế sang một cái ngôi trường mà có chi phí học tập ít hơn. Thì em cũng nghe đâu đó như là chị vừa lấy như chị Trang hay là chị Lan Anh chia sẻ, thì cũng thấy đâu đó cũng giống giống mình một chút. Ví dụ như chị Trang nói là có thể là bạn cũng không cần phải con bạn phải học những cái trường tốt hơn, nhưng giống như mình ngày xưa thì mình cũng toàn học trường làng thôi, nhưng cái quan trọng là mình dành được thời gian cho các con của mình. Thì đến bây giờ thì em cũng đã hiểu được và cũng thấy rằng là mình cũng may mắn, bởi vì là mình cũng đã biết đến cái mô hình kinh doanh này và đã được biết đến các anh các chị ở đây, để mình có thể là cảm nhận được cái sâu sắc là đôi khi
cái giá trị về đồng tiền ấy nó không mang lại nhiều bằng những cái giá trị mà tình yêu thương của gia đình mà mình nhận được khi mà mình tham gia vào cái mô hình kinh doanh này. Thì như mọi người biết ấy, thì tất cả các cái doanh nghiệp ấy thì đều hầu như là không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, và gia đình của em thì cũng vậy. Thì cũng như các cái doanh nghiệp khác ấy, thường thì họ sẽ không thể là làm về mỗi cái lĩnh vực của họ được, họ còn đầu tư thêm là bất động sản hay chứng khoán, thì em cũng mong muốn là như thế. Nhưng đôi khi thì những cái đấy thì em cảm thấy nó cũng rủi ro rất là nhiều, mà mình thì lại không am hiểu về những cái thị trường về tài chính, cho nên là khi mà em cũng phải đi tìm kiếm, giống như là chị Ly Trang hay là chị Cốt Lan Anh vừa nói là đều phải đi tìm kiếm thì mới thấy. Và bản thân em cũng thế, em cũng phải tìm kiếm, bởi vì em khi mà vận hành cái doanh nghiệp truyền thống của mình ấy, thì em đã cảm nhận rõ rằng là những cái chi phí như là văn phòng, nhà xưởng, hay là mình bán hàng nhưng mà mình bán bằng chính là nước bọt của mình đấy ạ, hay là mọi người hay nên nói là đi buôn nước bọt ấy, thì nó làm cho mình rất là mệt mỏi, hay là những cái chi phí đấy nó làm cho mình gồng gánh lên, và mình cảm thấy là đúng là như chị Lan Anh em vừa thấy chị chia sẻ là doanh nghiệp đang sở hữu mình chứ không phải là mình đang sở hữu doanh nghiệp. Và cái kinh doanh số này thì em thấy rằng là em mình không phải sở hữu, mình không phải đi thuê kho bãi hay mặt bằng gì cả, và mình sử dụng chính cái nền tảng công nghệ số và các cái ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Thực ra thì trước đây khi mà em làm việc nhiều với bên Trung Quốc ấy, thì em thấy rằng là em cũng đã từng trò chuyện với các đối tác bên Trung Quốc, và họ nói rằng là trong tương lai thì cái công nghệ số này nó sẽ xâm chiếm cái thị trường của thế giới. Và từ đó trở đi là trong đầu của mình lúc nào cũng nhen nhóm lên là mình phải làm cái gì đó liên quan đến công nghệ. Và thực sự đúng là đi tìm kiếm thì mới thấy. Và cái kinh doanh số này nó làm cho mình nó đầy đủ hết những cái công cụ, cái nền tảng, và mình không phải mất một cái chi phí nào. Nếu mà bạn sở hữu một cái doanh nghiệp truyền thống thì hàng tháng cái chi phí bạn tính ra cái điểm hòa vốn của mình là tầm khoảng 30-35% là bắt đầu hòa vốn. Thì khi sở hữu cái doanh nghiệp số này thì cái chi phí hòa vốn của mình, cái chi phí mà mình bỏ ra chỉ bằng 2-5% thôi. Thì em thấy đó là một cái điều rất là quá là hời cho mình. Nên khi mà nhìn thấy là em đã quyết định hành động ngay lập tức, vì em cũng đã được tiếp xúc với lại rất là nhiều những cái anh chị chủ doanh nghiệp, và họ cũng có những cái tư duy rất là mở. Và đây chính là một cái nền tảng mà em nghĩ là trong tương lai nó sẽ phát triển rất là mạnh, nó dựa vào cái sức mạnh của Internet. Thì tuy nhiên thì hiện tại khi bây giờ em đang vận hành cái công việc này được hơn một năm rồi, thì em cũng thấy rằng là tại Việt Nam thì nó cũng gặp những cái vấn đề nhỏ, đó là một cái sự thích ứng với cái văn hóa kinh doanh mới. Thì nhiều người thì vẫn còn xa lạ với cái thuật ngữ làm kinh doanh số và e ngại về cái mô hình này, nhưng đối với em thì đó lại là một cái lợi thế, bởi vì là nếu mà những ai mà nắm bắt sớm cái thị trường này thì Việt Nam chính là đại dương xanh. Giống như là các anh chị ở bên nước ngoài đây, thì những người Việt ở bên nước ngoài khắp năm châu ấy ạ, thì các anh chị làm sống ở những nơi mà có cái nền tảng về công nghệ rất là phát triển, các anh chị đã nắm bắt rất là nhanh. Và chính vì thế là em đã được ngồi đây để gặp chị Lan Anh và chị Trang và bạn Trang Đoàn. Nên là ở Việt Nam mình, nếu mà các bạn thấy rằng là cái mô hình này và cái thuật ngữ kinh doanh số này nó còn mới, hay là còn cảm thấy rằng là nó cứ lạ lạ và e ngại, thì đừng sợ, hãy nắm bắt sớm, bởi vì thị trường Việt Nam này còn đang rất là rộng lớn và mình mới chỉ là hạt cát ở trong thị trường này thôi. Em xin phép được trả lại host cho bạn Trang Đoàn ạ. Wow, nghe bên chia sẻ mà Trang thấy ngưỡng mộ Uyên lắm ấy. Tại vì là Trang thấy là Uyên có cái tư duy kinh doanh rất là rất là mới mẻ. Và thứ hai là đúng là như Uyên nói là không để trứng trong một giỏ ấy. Mình đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, để giả sử là có rủi ro ở lĩnh vực này thì mình sẽ có cái phương án dự phòng khác. Và Trang thấy là việc mà Uyên mạnh dạn đầu tư kinh doanh số trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh truyền thống ấy, thì là quyết định rất đáng khích lệ. Điều này thì thấy là Uyên có tầm nhìn rộng và linh hoạt. Trang thấy chưa, Trang thì thấy như vậy, và cùng vào bằng tuổi nhưng mà Uyên thì có nhìn nhận và phát hiện ra vấn đề sớm hơn Trang. Và đấy thì là Trang rất là ngưỡng mộ Uyên. Và đúng là như qua vừa rồi Uyên phân tích ấy, thì Trang thấy là kinh doanh truyền thống cũng có rất là nhiều khó khăn,
phạt ảnh hưởng của nền kinh tế rất là nhiều ấy. Nhưng mà sang kinh doanh số như thế này thì mình đã giải thoát được rất nhiều thứ, như là chi phí nhân công, rồi chi phí kho bãi, rồi chi phí về con người. Thế nên là mình thấy là cái kinh doanh này nó rất chỉ là mới mẻ và nó mang rất nhiều tính ưu việt ấy. Trang thế, khi mà Trang biết đến kinh doanh số ấy, thì Trang thấy là đến lúc đầu Trang thực sự là Trang rất là tò mò. Trang tò mò và được các coach của mình gửi cho thông tin đi Trang đọc. Trang đọc Trang thấy rất là hay, thì Trang cũng nghĩ là mọi người cũng đang làm và đang làm như thế này, thì mình cũng hỏi là làm như thế nào và mọi người đang làm như thế nào, cách thức như ra sao. Mình lúc đấy mình rất là tò mò lắm ấy, và mình đã cũng xem trên YouTube rồi xem trên Facebook rồi, và mình đã mạnh dạn, cũng như là mình cũng mạnh dạn và thay 149 đô để vào để tìm hiểu thêm về kinh doanh số. Và nói về hành trình của mình ấy, thì lúc đấy thực ra là ai cũng có một cái nỗi đau để đến một cái quyết định. Thì Trang lúc đó ấy, thì lúc cái nỗi đau của Trang nó chỉ là cái sự nó chính là đau đớn vì cái sự stress vì là thay đổi cuộc sống, thay đổi môi trường, và là nhiều khi là mình thấy là mình không có ích ấy. Bởi vì khi vừa mới chuyển đến New York này thì Trang là ngoài thời gian chăm con, đưa con đi học, rồi nấu nướng, rồi làm master chef trong gia đình, rồi làm tất cả cho con cái, thì Trang không còn một công việc khác. Trong khi ở Việt Nam mình thì mình đi làm 8 đến 10 giờ một ngày, mình rất là bận và không có thời gian chăm con. Lúc đó thì công việc của mình làm, nhưng mà sang bên đây thì một thời gian mình cũng nghĩ là nếu mà chỉ chăm con không thôi mà không đi làm ấy, thì mình sẽ bị tụt hậu, mình sẽ không phát triển, và tất cả những cái kỹ năng và những cái mình đã được học mình sẽ không được áp dụng gì cả. Thứ hai là các mối quan hệ của mình ấy, mình sẽ chỉ là con cái của mình sẽ không biết được mọi người xung quanh thế giới phát triển ra sao. Mà việc ở New York này ấy, thì nó rất là phồn hoa, nó rất là đằng sau nhộn nhịp. Mình thấy là mình sẽ bị lạc lõng, mình thấy mình bị lạc lõng khi mà mình nói chuyện và đi gặp mọi người ấy. Nên là lúc đó thì cái thôi thúc mình là mình muốn có một công việc, nhưng một công việc làm sao nó phải là ổn định đối với mình, bởi vì là cuộc sống của gia đình mình, hoàn cảnh của gia đình mình là thường xuyên phải di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Làm sao mà để khi mà sang quốc gia mới, sang quốc gia khác nữa thì Trang vẫn có một công việc mà Trang không phải start up ngay từ đầu. Đó là cái mà Trang lựa chọn cái kinh doanh số này. Đến với kinh doanh số thì mình thấy là sau khi mà mình càng vào sâu, mình càng tìm hiểu và gặp các coach lớn ấy, thì thực ra là mình thấy là biết ơn bởi vì làm sao mình đã đi đúng hướng, mình đã được gặp đúng cái mục tiêu của mình. Và công việc nó kết thúc sang bây giờ là làm sao là để phát triển dần dần công việc của mình, xây dựng nó làm sao để làm vượt thóc rất là lớn, sau này xây dựng tương lai cho con cái và để có một cái cuộc sống ổn định. Cho dù Trang ở New York hay Trang ở đâu đi nữa thì cuộc sống của Trang sẽ không bao giờ phải gọi là bắt đầu lại từ đầu, mà cứ thế mà phát triển thôi. Đấy là chia sẻ của Trang về hành trình làm kinh doanh số. Dạ. Chị Trang thì chị Lê Trang với chị Lan Anh ấy, thì hai cốt lớn, và hàng ngày thực ra hàng ngày là em cũng xem các chị làm như thế nào để em học hỏi ạ. Là hai người mà em rất là ngưỡng mộ. Vâng, thì qua đây thì các chị có cho các bạn đang xem page của em, của bạn Uyên hay là của chị Trang và chị Lê Trang một lời khuyên gì không ạ? Wow. Trang nói trước hay chị nói trước đây? Chị Lan Anh chia sẻ đi ạ. Wow, chị nghe câu chuyện của Trang thì Lê Trang thì hơi khác chị, nhưng mà chị nhìn thấy mình ở trong Vương Uyên và Trang Đoàn rất rất nhiều luôn. Một chủ doanh nghiệp này, truyền thống này, rồi một cái người mà nhập cư mới sang Canada, rồi những cái gì mà em nói chị đều trải qua hết. Đó thì có một cái là như này mà chị muốn nói một cái lời nhắn nhủ đến các bạn khán giả mà đang xem các cái video của chị em mình, là khi mà chị đến với cái business này ấy thì chị không phải là tự tin như thế này đâu, không phải là vào mà chị nghĩ là ui vào là tôi sẽ thành công. Lúc đấy chị cũng kiểu nhụt chí rồi, cũng nhát mà cũng sợ lắm, thấy toàn người tây không à, mình thì là người Việt Nam. Nhưng mà có một cái nó thôi thúc, đấy là cái training ấy thì nó từng bước một. Và lúc đầu thì chị cũng run nhá,
lúc đầu thì chị cũng run, nhưng mà chị nhìn những cái video mà chị xem ấy, những cái người mà ở trên cái webinar thì họ chia sẻ, lúc ấy mình cũng nghe bập bõm thì tim lúc đấy đập thình thịch luôn á, nghe người ta nghe đi rồi vẫn muốn là câu chuyện của người ta như nào, thì nghe xong rồi vào search người ta xong thì thấy là ủa, mấy năm trước người ta trông thật là khác và bây giờ thì người ta đúng là cái kỹ năng của người ta lên, người ta tự tin nói năng, người ta hoạt bát, chắc là mình cũng làm được. Thì đấy là cái niềm thôi thúc lớn nhất mà chị nghĩ là cái trường hợp xấu nhất mà có thể là mình chưa ra kết quả ngay ấy, thì mình cũng học được một mớ kiến thức đấy. Thì đấy chính là những cái mà dắt tay chị đi những cái bước đầu tiên. Thì cứ phải học, cứ phải bắt đầu thì mới ra kết quả được. Và đây là một cái business cộng dồn tất cả những kiến thức mà bạn được dạy. Và đây cũng giống như là một cái lò luyện MBA CEO ấy. Chị cảm thấy là bây giờ nếu như mà mình có thể là bắt đầu phải cho mình ra đảo hoang, bắt đầu lại làm lại CEO từ đầu ấy, thì mình vẫn có cái nền kiến thức đấy để mình start all over again. Thì đấy là một cái mà chị cảm thấy là cái hệ thống nó đã đưa cho mình một cái chìa khóa quý giá nhất ý, mà thực sự chị rất là biết ơn vì là có kiến thức được truyền lại như vậy. Cảm ơn chị Lan Anh rất là nhiều. Có lẽ là đối với Trang ấy thì nó hơi, câu chuyện nó hơi khác một chút đúng không? Thực tế đến với kinh doanh thì có lẽ nếu mà ai bắt đầu kinh doanh thì cũng phải nghĩ đến cái việc là tôi làm kinh doanh để tôi kiếm tiền. Nhưng có lẽ đối với Trang ấy thì Trang bắt đầu kinh doanh này để có thời gian hơn, để trở về với cái gia đình của mình, với cái cuộc sống mà mình thực sự mong ước ấy. Thì thực ra kinh doanh mà nó không chỉ mang đến cho mình thu nhập đâu mọi người. Cái thứ mà mọi người phải nhìn thấy nó lớn hơn, mà có thể bây giờ mọi người đang làm rồi thì mới cảm thấy là mình thực sự ngấm nó. Đấy chính là, một là mình phát triển bản thân, mình trở thành một cái phiên bản khác của mình, đúng không? Giống như cách chị Lan Anh nói là chúng ta trở nên tự tin hơn, chúng ta biết chia sẻ nhiều hơn, chúng ta rất là chân thành và chúng ta thực sự là truyền những cái cảm hứng tích cực cho người khác. Có những cái bạn mà nhắn với Trang một cái câu rất là tử tế giống như thế này: chị Trang ơi, em chưa chắc đã làm kinh doanh với chị bởi vì em cảm thấy rằng là em vẫn còn đang trong quá trình học tập ấy, nhưng mà việc mà mỗi một ngày mà em mở cái Facebook ra, mở YouTube ra mà nhìn thấy hình ảnh của chị thì em cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó tích cực hơn, cái mối quan hệ với chồng con nó tốt đẹp hơn bởi vì chị chia sẻ những cái hình ảnh gia đình của chị rất là chân thực và chân thành. Thì Trang nghĩ rằng là những cái giá trị vô hình mà mình mang lại cho cuộc sống của người khác ấy, thì đấy là những cái giá trị rất là nhân văn. Và việc mà mình vừa scale up cái mô hình kinh doanh của mình và mình vừa mang lại giá trị cho cộng đồng, mang lại sự thay đổi tích cực cho người khác, thì Trang nghĩ đấy là một cái điều rất là tốt đẹp và mà cái kinh doanh này mang lại. Vậy thì chúng ta phải biết mình ở đâu, đúng không? Mình mong muốn gì, và bạn sẽ phải wow lên vì những cái giá trị tuyệt vời mà cái kinh doanh này mang lại cho các bạn, cũng giống như là mang lại cho những người chủ doanh nghiệp kỹ thuật số đang ngồi đây. Trang tin rằng là trên thế giới của mình đã có hàng trăm nghìn người, và đối với cộng đồng người Việt thì đã có rất là nhiều người ở năm châu, cũng đến hàng ngàn người rồi. Thì đấy là những cái minh chứng rất là chân thực để chúng ta có thể tự tin bước một chân vào tìm hiểu. Và bạn là người ra quyết định chứ không phải là bất cứ ai. Chỉ có bạn mới là người mà thực sự tìm hiểu tận gốc nó và ra quyết định có làm hay không, và ra quyết định thành công hay ra quyết định mình đạt được điều gì trong kinh doanh số này. Và Trang xin chúc mọi người có thể biết mình muốn gì và tự ra quyết định được cho mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái buổi Go Live của 4 chị em chúng mình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại trong cái Business Tour tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Chào, em chào các chị. Chào các chị. Con đòi quá.